Rồi, chào tất cả anh em nha. Đó, nay có dịp về ở Long Tiên, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Rồi anh em chúng tôi rất được hữu duyên được ghé đến vườn của anh Ngọc và thăm một cây xanh bú cực kỳ khủng luôn. Đó, nay giờ là quay lại để chia sẻ cho anh em nha. Đó, quá trời luôn anh em. Đây, vô để cái tay vô kem trai. Chà, khoảng wow, khoảng mét mấy nha anh em thấy không? Ôm luôn. Sáu tài Đó. dưới đây nó bự nữa. Khủng bố bà ba luôn nha anh em. Trời ơi, một ôm luôn. Dưới cũ này cao mét 2 kìa. Đó. Rồi, cùng luôn nha anh em, cùng mình hết nu bú. Giống này rất là hiếm nha anh em, không phải nhánh nào hoặc là cái bo nào của nó đem ra đều có bú nha. Nói chung là cả trăm cây mới được một Đúng cây. rồi, cái loại này cái tâm Đó. Ngàn luôn á, chứ đừng Rất là hiếm nha. bú dưới rễ luôn anh, Đó. bú dưới rễ luôn nè, Anh em thấy không? Khủng khiếp không? nó rễ nó ra ra bú luôn nè, bú dưới rễ Đó. nè, đây nè, Rất là độc lạ luôn nha anh em. đây Rồi, chia sẻ đến tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc luôn nha. Đó, anh em nào có nhã ý muốn giao lưu hoặc là có thể đến để xem á, thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0987853939 nha. tận nơi À, xem tôi tận sẽ nơi dẫn luôn. cho anh em đến xem tận nơi đến để giao lưu cùng với anh Ngọc nha. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Chúc anh em buổi tối an lành. Xin chào, xin hẹn gặp lại.